đứng chắc sát vô chứ. Anh hết bịch đó luôn nè. Anh hết cái bịch đó luôn rồi. Cái chuồng dừa này bỏ ít hơn á. Chuồng này bỏ nhiều. Chuồng dừa đen. Chụp dần anh nha. Do này lạnh không tính, còn này vô. Này dài ba bữa nữa hết áp thấp nhiệt đó, hết mưa hết lạnh nó bắt đầu tắm lại nhìn heo nước sạch. Thực phẩm thì ăn yếu mà chuối bỏ vô ăn ri lịa ăn chặt hết liền hả? Còn bên này ăn hết chưa? Không còn mấy miếng. Chuồng nào chuồng nó ăn vô. Mấy bữa nay nó đá cái đó rớt thực phẩm xuống ăn nè. Để cho nó ăn thả ra vậy. Anh đang nấy.